Bộ khoái đại nhân, tôi không hề nói bừa. Mọi người nghĩ xem, Sở Sở chỉ là một tỳ nữ, đến thân mình cũng đem ra bán. Nếu như đằng sau có một người chống lưng, cô ta làm sao có thể bán cho người khác? Người nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng nói lên trọng điểm rồi. Nhưng mà ta thấy ngươi năng lực có hạn, chắc ngươi cũng chẳng đoán ra nổi ai đứng đằng sau việc này. Sở Sở là một kỹ nữ nổi tiếng ở Thanh Lâu, mà lại thông đồng buôn người. Các ngươi không thấy việc này có gì đó khả nghi sao? Buôn bán người, buôn bán phấn hương, thu thập tin tình báo. Thật không biết kỳ chính của cô nương Sở Sở này là gì, cũng không biết vì quý nhân nào là chủ nhân của cô ta nữa. Được, việc này quả thực rất thú vị. Ta thấy hôm nay đến đây thôi. Áp giải phi thiên báo xuống, đừng để ra sơ sót gì. Làm đi, rõ. Đại nhân đi, ngài nói phải giữ lời đó. Đại nhân đi rồi. Đại nhân sau khi thành thân, về nhà cũng sớm thật đó. Duyệt lệ mặt của thiếu phu nhân có biến chuyển. Thuộc hạ đã dặn dò bên lão mạc rồi, bọn họ đang đợi trên đường rồi. Kêu bọn họ phải kiên nhẫn chờ đợi. Việc này nghe theo sự sắp xếp của ta, đặc biệt là căn dặn lão mạc quản lý tốt đám ô hợp của hắn, đừng thấy có nhiều của cả tiền bạc mà quên mất việc chính. Làm xong việc rồi ta sẽ thưởng, yên tâm đi. Bên đó thuộc hạ đã căn dặn kỹ càng rồi. Ngoài ra, căn dặn thêm bọn họ, đừng làm thiếu phu nhân bị thương. Tại sao? Thiếu phu nhân chết rồi, đối với ngài mà nói có lợi rất lớn. Một nữ nhân không làm thay đổi đại cục được, hà tất phải tạo nhiều tạo nghiệp chứ. Tóm lại cứ làm theo những gì ta dặn dò là được. Đúng rồi, bên nha môn sao rồi? Phi tiền báo đã khai rồi. Có điều hắn cũng không biết nhiều. Nói đi nói lại, cũng chỉ khai ra một mình Sở Sở, hắn không biết gì về bên ngoài cả. Dù vậy chúng ta cũng không nên thiếu cảnh giác được. Nhưng bây giờ cũng không thể để hắn xảy ra chuyện được. Dù gì Kim Miên Bảo cũng là người thông minh lợi hại. Ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ cho người trực tiếp theo dõi hắn. Lùi xuống đi. Rõ. Tiểu thư, lại làm sao vậy? Muội không thích Giang Tiểu Hiên, lại cướp Nguyên Bảo ca ca của muội, lấy mất hoa của muội. Không biết tiếp theo tàu ấy sẽ ngồi lên đầu của muội tát hoa tát quái mất. Quynh là ca ca của muội, Quynh đã không giúp muội thì thôi, lại còn nói giúp người ngoài, muội thấy không thoải mái. Đúng, cô ấy là người ngoài, nhưng cô ấy cũng không phải là thiếu phu nhân của Kim Phủ. Muội nói xem, lỡ việc này truyền đến tay phu nhân ngoài miệng thì không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn không vui. Ta cũng chỉ muốn tốt cho muội. Quynh làm gì vậy? Một hộp điểm tâm cũng muốn dỗ dành muội sao? Không phải là ta dỗ dành muội, mà ta muốn muội đem cái này đến chỗ thiếu phu nhân nói chuyện với cô ấy. Chuyện hôm nay coi như xí xóa. Chuyện hôm nay vốn là tàu ấy không đúng. Quynh dựa vào cái gì mà bắt muội đi lấy lòng tàu ấy? Không phải là lấy lòng, cô ấy vốn dĩ là chị dâu của muội, muội nên thân thiết với cô ấy mới đúng. Dựa vào cái gì chứ? Tại sao? Tại sao lại muốn muội thân thiết với tàu ấy? Thiện Thiện, hai Quynh muội chúng ta sống trong nhà người khác. Trước khi chúng ta thay đổi được cục diện, ta không muốn gây thù chuốc oán khắp nơi. Hơn nữa muội thích Nguyên Bảo như vậy, chẳng lẽ muội không muốn tìm hiểu thêm cô gái mà để ấy lấy làm vợ là người như thế nào sao? Cô ấy có hợp với Nguyên Bảo không? Nguyên Bảo có thích cô ấy không? Ta nói cho muội hiểu, Giang Hiểu Hi sau này sẽ là chủ nhân của Kim Phủ. Cách cư xử của muội ấy có liên quan đến tương lai sau này của Quynh muội ta, cho nên Quynh mặc kệ muội có thích hay không cũng phải tìm hiểu kỹ, hiểu không? Được rồi, dù sao muội cũng không thích Giang Hiểu Hiên. Muội đi là vì Quynh đó. Đúng đúng đúng, muội muội tốt của ta là vì ta mà đi. Muội đi đây. Thiếu gia, nô tài đem chu sa đến rồi đây. Giúp ta cởi y phục. Thiếu gia, người muốn làm gì vậy? Ta kêu ngươi cởi y phục của ta. Làm đi. Thiếu gia, người gọi thiếu phu nhân để giúp người cởi đi. Quay lại cho ta. Ta bảo ngươi cởi thì ngươi cứ cởi. Bắt đầu từ bây giờ ta kêu ngươi làm gì thì ngươi cứ làm đó, nghe rõ chưa? Cởi. Không phải cởi của ngươi mà là cởi của ta. Quynh định làm gì vậy? Ngồi đi. Không phải cô muốn xem vết bớt trên người ta sao?
Thế này đi, ta cho cô một cơ hội. Chúng ta uống rượu, đánh cược. Nếu như cô thắng ta thì ta sẽ cởi đồ cho cô xem. Được thôi. Thế này đi, chúng ta chơi lớn một chút. Chơi quảnh tù xì, ai thua thì phải cởi một món đồ trên người, cô thấy sao? Chơi thì chơi, ta không tin ta không thắng nổi huynh. Cái đó thì không chắc. Bắt đầu đi. Ca Lưỡng Hảo, Ngũ Khôi Thủ, Thất Cá Hảo, Tư Hỷ Tài, Quynh thua rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Mau tiếp tục nào. Tam Đạo Viên, Ca Lưỡng Hảo, Tứ Hỷ Tài, Thất Cá Xảo, cô thua rồi. Cởi thì cởi. Tiếp tục nào. Ca Lưỡng Hảo, Tứ Hỷ Tài, Thất Cá Xảo, Ngũ Khôi Thủ. Quên thua rồi, thua rồi. Cởi đồ đi, cởi đồ đi. Mau cởi đi, nào tiếp tục đi. Ca Lưỡng Hảo, Ngũ Khôi Thủ, Bất Cà Xảo, Phất Mỹ Hảo, Động Nhất Cá, cởi tiếp đi. Quynh không thắng nổi đâu. Tiếp đi, hôm nay ta nhất định sẽ xem được vết bớt của Quynh. Tiếp tục, được thôi. Tam Viên Đào, Ngũ Cao Thủ, Bác Vĩ Mã, cởi. Cởi thì cởi. Ngũ Khôi Thủ, Lục Nhất Cá, Lục Lục Thuận, Ca Lưỡng Hảo. Ngũ Khôi Thủ, Bác Vĩ Mã, Ngũ Khôi Thủ, Lục Lục Thuận. Cái cuối cùng rồi, cởi đi. Nguyên Bảo ca ca, sao Quynh có thể để cô ta điều khiển như vậy được chứ? Cởi mau, 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 cởi mau. Trăng lưỡi liềm. Thích không? Thích chứ, cởi mau. Nhiều trăng quá. Nhiều trăng lưỡi liềm quá. Quynh lừa ta. Ai lừa cô? Ở đây mặt trăng từ mùng 1 đến mùng 10 đều có. Có cả trăng thượng huyền và trăng hạ huyền. Cô chọn một cái cô thích đi. Nếu như cô không thích cũng không sao. Trên mông ta vẫn còn nè. Có xem không? Có xem không? Quynh, sao vậy? Không muốn xem nữa hả? Đồ lưu manh, sao vậy? Không muốn xem nữa hả? Có nhiều trăng lắm đó, đáng ghét, qua đây xem đi. Nghe lén bọn ta nói chuyện. Không ngờ tiểu thư nhà họ Kim cũng ở đây nghe lén người khác. Nói nhỏ chút thôi, nói nhỏ chút. Tụi qua đây. Ai bảo muội nghe lén hả? Muội biết nhiều thứ tẩu chưa từng thấy bao giờ, nên tặng cho tỷ một hộp điểm tâm của Kim phủ để tẩu nếm thử. Muội thừa nhận đi, ta cũng tóm được muội rồi, còn chối làm gì nữa. E là các lão phụ của tẩu không có biết làm đồ điểm tâm ngon như vậy đâu. Vị đầu bếp này đã từng hậu hạ thái hậu đó. Tự dưng sao lại tốt với ta vậy? Không thích ta buổi sáng rộng hoa của muội nữa sao? Tẩu mới chân ướt chân ráo tới phủ ta còn nhiều thứ chưa biết. Với tư cách là một trong những chủ nhân của Kim phủ, muội cũng không nên so đo với tẩu. Muội tặng hộp điểm tâm này cho tẩu nếm thử, chuyện buổi sáng coi như chưa từng xảy ra. Vì một hộp thì không đủ đâu. Nè, tẩu đừng có được đằng chân lưng đằng đầu. Chúng chỉ là muội du quan ta trước mà, còn nói cái gì mà cho ta biết tay. Ai nói gì muội thân thiết với Nguyên Bảo nên ta nhìn muội không vừa mắt. Đây là những lời muội nên nói sao? Nếu lỡ ra ta đến trước mặt mẫu thân, cũng là cô mẫu của muội, kể lại những lời muội nói, ta rất muốn biết cuối cùng ai mới là người đáng bị phạt đây. Tẩu đừng có buồn gió bẻ măng. Việc tẩu và biểu ca cá cược còn cởi đồ nữa, không sợ muội nói cho cô mẫu nghe sao? Ta cùng phu quân ta ở trong phòng uống rượu tiêu khiển, có người nào đó ở bên ngoài nghe lén, còn muốn tố cáo nữa. Ta sợ quá đi. Tẩu, ta trêu muội thôi. Muội xem, muội không những tặng cho ta đồ ăn, người lại xinh đẹp như vậy, ta sao có thể làm khó muội được, đúng không? Ta muốn hỏi muội.
có chỗ nào có thể uống rượu, nói chuyện, ăn uống không? Cùng đi với ta đi. Tậu bị biểu ca đuổi ra ngoài không có chỗ dung thân đúng không? Đương nhiên không phải rồi. Tậu chối làm gì chứ? Thôi thôi, người thấy tậu nửa đêm bị đuổi ra đây cũng đủ tội nghiệp rồi. Hôm nay tâm trạng của mùi tốt, mời tẩu đi chơi hồ vậy. Đi thì đi, đi thôi. Thiếu gia, dễ nhiều trăng như vậy là để cho thiếu phu nhân xem phải không? Có phải thiếu phu nhân rất thích trăng không? Hay là để ngày mai nô tài dễ trăng lên toàn người để cho thiếu phu nhân nhìn? Nghĩ lại thì một người giống như thần tiên như biểu ca đột nhiên lại lấy một cô gái thô thiển như tẩu. Biểu ca có mùi tốt số đó, cho nên trong phủ mới có nhiều người xây quanh hắn như vậy. Nâng như trứng, hứng như hoa. Biểu ca ngậm thì vàng đầu thai xuống hạ giới này, đó đều là những thứ huynh ấy đáng có. Có xứng hay không thì cũng khó nói. Giang Hiểu Huyên, tẩu sống ở dưới cái đáy giếng như Nam Kinh, căn bản là không biết mình phúc lớn đến nhường nào. Biểu ca dù là thân phẩm, tướng mạo hay là gia thế đều không có gì không tốt cả. Bao nhiêu thục nữ trong kinh thành đều mơ ước lấy được một vị phu quân như vậy. Nếu không phải là do hoàng thượng và thái hậu ban hôn, chỉ dựa vào mình tẩu chẳng qua chỉ là nữ tử hữu danh vô thực. Triều đình có bao nhiêu tài nữ như vậy không đến lượt tẩu đâu. Cũng đúng đó. Vậy muội nói hoàng thượng và thái hậu rốt cuộc vừa ý điểm nào ở ta vậy? Tại sao nhất định phải đem ta gả cho Nguyên Bảo ca ca của muội vậy? Giang Hiểu Huyên, tẩu thật không biết xấu hổ. Còn không phải là vì muội sao? Nói tốt cho biểu ca muội như vậy, còn nói Giang Hiểu Huyên ta không xứng với biểu ca của muội. Ta còn đang buồn bực vì không biết thái hậu vừa ý mặt nào của ta nè. Tất nhiên không phải là do bản thân tẩu rồi. Nói trắng ra chỉ là vì tẩu họ Giang, muội nhìn ta không vừa mắt. Còn không phải vì muội thích Kim Ngân Bảo sao? Tẩu nói linh tinh gì vậy? Chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Từ xưa việc biểu muội yêu biểu ca, muội cũng không phải là người đầu tiên. Được rồi, được rồi, nể mặt muội tặng ta đồ ăn điểm tâm, lại cùng ngồi ăn với ta. Ta phải khuyên muội vài câu. Tính cách muội còn trẻ con như vậy là không được đâu. Ta khuyên muội tốt nhất là nên quên tên ca ca khốn nạn của muội đi, tránh vì hắn mà làm lỡ hôn nhân của mình. Tẩu không hiểu gì về huynh ấy, dù dù đâu mà nói huynh ấy như vậy. Tẩu không có tư cách nói huynh ấy như vậy. Biểu ca không phải là người như vậy. Biểu ca không phải là người như vậy. Ta nói phải là phải, ta là nương tử của hắn, ta hiểu rõ hơn muội. Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa, ta chỉ nói vậy thôi. Muội thích biểu ca của muội đến thế nào cũng được, muội thích thì cứ thích, không liên quan đến ta. Được rồi, ta đi đây. Đi thôi. Tẩu. Đáng đời, ai khiến tẩu đi xấu biểu ca chứ? Tẩu xuống đó tắm mát đi. Sao còn thấy đâu nữa? Cô ta đâu rồi? Đừng đùa nữa, mau ra đây đi. Người đâu? Người đâu, mau lại đây. Có người rơi xuống hồ rồi. Cứu giới. Thiếu gia, hình như có tiếng kêu cứu. Người đâu, mau đến đây đi. Cứu giới. Có người rơi xuống nước rồi. Cứu giới. Người đâu, mau đến đây. Người đâu, mau đến đây. Cứu mạng. Cứu mạng. Làm sao đây? Cứu mạng. Người đâu? Có người rơi xuống nước. Nhà đầu thối, dám đẩy ta. Người đâu? Không dễ như vậy đâu, kêu đi. Cứ từ từ mà kêu. Người đâu? Đến đây mau. Có người rơi xuống nước. Người đâu? Thiếu gia, Thiện Thiện, sao vậy? Biểu ca,
rơi xuống nước rồi. Ai rơi xuống vậy? Giang Hiểu Huyên. Biểu ca, Thiên Gia, Biểu ca, Quân không được nhảy xuống. Thiên Gia, người không biết bơi mà. Biểu ca, Thiên Gia, Biểu ca, người đâu mau đến đây. Thiên Gia không biết bơi. Thiếu gia rơi xuống nước rồi, làm sao đây? Biểu ca lên đây đi. Thiếu gia, Kim Nguyên Bảo, cứu mạng với. Biểu ca, Biểu ca, làm sao bây giờ? Quân ấy không biết bơi. Cứu mạng, người đâu? Cứu mạng, người đâu? Thiếu gia, cố gắng lên. Kim Nguyên Bảo, cố lên. Thiếu gia, ngài nhất định phải cố lên. Kim Nguyên Bảo, Thiếu phu nhân, nhanh lên. Kim Nguyên Bảo, mau qua đây. Thiếu phu nhân, Biểu ca, cố lên. Nào, đưa tay cho nô tài. Nào, để nô tài. Kim Nguyên Bảo, nào. Thiếu gia, Biểu ca. Thiếu gia, A Phúc, ngươi trông chừng Biểu ca, ta đi gọi đại phu. Nguyên Bảo, Nguyên Bảo, quỳnh tỉnh lại đi, Nguyên Bảo. Thiếu phu nhân, mau hô hấp nhân tạo thiếu gia đi. Thổi sao? Thổi hơi bằng miệng đó. Miệng với miệng đó, được, ngươi làm đi. Nô tài sao? Đúng. Việc thân mật như vậy tốt nhất là hai phụ thê người làm tốt hơn. Hơn nữa, thiếu gia là nam nhân, ngày ấy sẽ giết tôi mất. Thiếu gia, thiếu phu nhân mau làm đi. Thổi khí đi, thổi khí đi. Thiếu phu nhân, thổi đi, cố lên. Mau tỉnh lại. Cố lên, thổi khí. Thổi khí, đúng rồi. Cố lên, cố lên. Thổi khí, thổi khí. Cố lên, cố lên. Thổi khí, đúng rồi. Thiếu phu nhân, nhả ra. Kim Nguyên Bảo, mau tỉnh lại đi. Nguyên Bảo, thiếu gia. Thiếu gia, quân không sao chứ? Nguyên Bảo, thiếu gia, không phải cô rơi xuống nước sao? Ta bơi lên rồi, sao cô không nói? Quân ở dưới nước làm sao ta nói? Thiếu gia, ngài mau cởi đồ ra đi. Nếu không bị cảm lạnh đó, mau mau cởi đồ ra. Thiếu phu nhân, mau cởi đồ ra cho thiếu gia đi. Mau cởi đi, không thì cảm lạnh đó. Đúng đó, thiếu gia, ngài mau cởi đi. Mau cởi ra, thiếu gia, ta. Mau cởi đi, cảm lạnh đó. Trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm, đúng là trăng lưỡi liềm rồi. Trăng lưỡi liềm, lưỡi liềm. Thiếu phu nhân sao vậy chứ? Ta thì có đó. Thiếu gia, chúng ta về đi. Đi. Lão đại, ngày mai xuất phát. Để chúng ta đến khách điếm thì các ngươi ra tay. Đừng có tham lấy đồ. Để nhiệm vụ hoàn thành rồi, chủ nhân sẽ ban thưởng. So với những thứ đó còn quý giá hơn nhiều. Biết rồi, chúng tôi sẽ không tham đâu. Cái chúng tôi cần là ngân lượng. Làm xong thì có ngân lượng. Nhớ kỹ, không được tùy tiện hành động. Đợi tín hiệu của lão Mạc. Chúng tôi sẽ không tùy tiện hành động. Lão Mạc sẽ phát tín hiệu gì? Tín hiệu cũ. Cú cú, cú cú. Lần này thì coi như chúng ta có thể về nhà. Nói rõ với mẫu thân, Kim Nguyên Bảo chính là con trai của người. Thế nhưng chỉ dựa vào câu nói này của lão đại, mẫu thân lại không nhìn thấy người. Ta thấy cũng vô ích. Sao lại vô ích được? Chỉ vài ngày nữa Giang Hiếu Huyên ta sẽ dẫn con rể về nhà ra mắt mẹ. Ý lão đại là sẽ đưa Kim thiếu gia đến núi Nga Mi sao? Không sai. Đem quân ấy về nhà, quỳ xuống đất, khấu đầu, nhận mẫu thân. Nhưng mà ta lo lắng Kim Nguyên Bảo quen làm thiếu gia Kim Phủ rồi, chưa chắc sẽ đi theo lão đại. Làm gì có chuyện đó, quân ấy nhất định phải nhận. Ta nói cho người nghe, mẹ ta cực nhọc lắm mới xin quân ấy ra. Còn nhớ mong quân ấy 20 năm trời. Nếu như quân ấy không nhận mẹ, ta nhất định sẽ đánh cho quân ấy một trận. Đúng, nhất định phải nhận. Ta nói người nghe, bây giờ chúng ta phải bàn bạc kỹ. Lúc mình hành động, ngươi dẫn theo vài quân đệ làm giả sơn tặc, đem chúng tôi đến núi Kami. Lúc hành động, chúng ta phải lấy tín hiệu làm cúc cu cúc cu cúc cu cúc cu. Đúng rồi, là cúc cu cúc cu. Hôm đó thành công hay không là dựa vào quân đệ các ngươi đó. Làm sơn tặc nhất định phải hung hăng đó. Như vậy thì quân ấy mới sợ chứ. Quân ấy nhất định sẽ đi theo chúng ta. Giang Hiểu Huyên, đêm hôm khuya khoắt, tổ cùng với lão gõ mỏ này ngồi đây làm gì? Ta nghe ông ấy kể chuyện ma. Tổ kêu ông ấy kể chuyện ma. Nửa đêm đó,
Làm ơn, cô chưa nghe chuyện ma bao giờ sao? Chuyện ma nhất định phải kể lúc nửa đêm mới ghê rợn chứ. Còn ngươi nữa, kể xong chưa vậy? Đi đi. Thời tiết khô hạn, cẩn thận củi lửa. Đợi tí. Thời tiết khô hạn, cẩn thận củi lửa. Một phu nhân mới kết hôn với tẩu, nửa đêm tìm người kể chuyện ma, còn không phân biệt nam nữ mà ngồi chung với nhau. Cái này thật không đúng quy tắc. Nếu như cô mẫu biết được sẽ không vui đâu. Muội muội, một muội muội như cô đẩy tẩu tẩu của mình xuống hồ, xém chút nữa bị chết đuối. Chuyện này e rằng càng không đúng quy tắc. Sợ rằng nếu mẫu thân ta biết rồi sẽ càng không vui đó. Tẩu, tẩu cái gì mà tẩu? Ta nói sai gì sao? Hơn nữa, một cô nương như cô nửa đêm chạy ra đây làm gì chứ? Muội sợ tẩu bị ngạt nước mà chết, nên ra đây xem tẩu thế nào. Được rồi, ta cho muội xem. Muội nhìn đi, nhìn đi, vẫn còn khỏe lắm. Cho nên bây giờ chúng ta cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Muội đi đường muội, ta đi đường ta, được không? Tẩu nói như vậy là xong được sao? Muội muội, ta hôm qua ta bị rơi xuống hồ, bây giờ ta là hồn ma lang thang, đừng tìm ta con ma kia. Cô xem, không dọa cô thì cô không chịu đi. Trên đường con phải chăm sóc Hiếu Nguyên cho tốt, biết chưa? Đến nhạc phụ rồi, đem tính khí kiêu ngạo của con dẹp qua một bên, cố gắng hiếu thảo với nhạc phụ, nhạc mẫu của con. Đừng để người ta nói ta không biết dạy con. Mẫu thân, con biết rồi. Hiểu Nguyên đâu? Cậu ấy sớm đã lên xe ngựa rồi, cũng không biết nói lời từ biệt với mẫu thân, chẳng biết phép tắc gì cả. Con bé trước đây cũng chưa từng rời khỏi vòng tay của mẹ mà. Hiểu Nguyên, Hiểu Nguyên. Phu nhân, bọn con đi trước đây. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn gọi ta là phu nhân? Mẫu thân, con với Nguyên Bảo đi đây. Mẫu thân nhớ bảo trọng sức khỏe. Con yên tâm đi, đừng lo lắng cho ta. Trên đường đi, hai con phải cố gắng chăm sóc nhau, dẹp tính khí trẻ con qua một bên, biết chưa? À Phúc. Dạ phu nhân. Trên đường đi, ngươi phải chăm sóc thiếu gia, thiếu phu nhân cho tốt đó. Nghe rõ chưa? Dạ. Lúc nào mà thiếu gia không chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân, ngươi phải nhắc nhở thằng bé. Nếu không lúc về, ta sẽ thưởng cho ngươi mấy roi đó. Dạ phu nhân. Yên tâm đi, không sao đâu. Thiếu gia cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc cô mẫu và Thiện Thiện. Biểu ca, Quỳnh nhớ cẩn thận đó. Yên tâm đi. Mẫu thân, người nhớ giữ gìn sức khỏe. Thiếu gia, biểu ca. Bên Lão Mạc tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Đoàn xe ngựa của thiếu gia chưa ra khỏi thành, tin tức của chúng ta đã phát ra ngoài rồi. Tốt. Bình thường Kim Nguyên Bảo làm việc luôn cẩn thận, nhất định sẽ không đi nhanh. Nói với bên Lão Mạc, nghỉ ngơi cho tốt, giết hắn một cách nhanh gọn. Dạ. Đúng rồi, người sắp xếp một chút, không được giữ lại Phi Thiên Báo. Hắn đi rồi, cậu phải thủ tiêu Phi Thiên Báo sao? Nếu ta không động thủ trước, Kim Nguyên Bảo sẽ ngoan ngoãn mà đi sao? Bây giờ Kim Nguyên Bảo đã đi rồi, tại sao ta phải giữ lại mối nguy hại này chứ? Chết rồi.
Trên mặt ta có dính mực sao? Không có. Quỳnh giống mẹ Quỳnh y như đúc. Nhảm gì? Quỳnh xem, mí mắt giống nè, ngay cả càm cũng giống nữa. Còn có cái này, cô làm gì vậy? Người ta có lòng tốt mà lại nghĩ xấu người ta. Quỳnh tưởng là ta muốn làm gì? Người phụ nữ trong đêm tân hôn thì nhảy điên cuồng. Cô cho rằng tôi không biết bây giờ cô đang nghĩ gì sao? Cô làm gì vậy? Cô đừng có mà tìm cơ hội để dựa vào tôi. Quỳnh nghĩ là tôi muốn dựa vào lắm mà. Đừng có mơ tưởng được không? Cô làm gì vậy? Lúc tức giận Quỳnh giống mẹ như đúc. Cô đừng nghĩ suốt ngày nhắc đến mẫu thân tôi. Thì tôi có thể cho cô muốn làm gì thì làm. May mà tâm trạng ta đầy tốt. Không sao đó với Quỳnh. Tới rồi, tới rồi. Lão Mập, đây rốt cuộc là vụ làm ăn gì vậy? Mà ba chúng ta phải giữ khoảng cách theo dõi đoàn người kia. Xe ngựa đi nhanh như vậy, sao đi nổi chứ? Đây là một vụ làm ăn lớn, có điều phải đi theo. Nhưng mà đi nhanh quá. Đâu chỉ là đi nhanh. Người ta có hai bánh xe, chúng ta chỉ có một đôi chân. Ngay cả một con ngựa cũng không có. Mua, mua đi. Mua, mua không nổi. Lão Mập, vụ này người ta cho Quỳnh bao nhiêu tiền? Đúng rồi, tiền gì mà tiền. Đây là việc mà tỷ muội tốt, huynh đệ tốt cùng nhau lớn lên với ta nhờ giúp. Rốt cuộc đây là huynh đệ hay tỷ muội vậy? Cho dù là huynh đệ tỷ muội cũng phải trả tiền chứ, làm tổn thương tình cảm quá. Nhìn thấy không? Nhìn thấy trên xe ngựa không? Thấy rồi, người ta nói rồi. Những gì có thể đem đi thì cứ đem đi. Thật không? Đi thôi. Ta hỏi Quỳnh nè, tình cảm của Quỳnh với mẫu thân chắc sâu sắc lắm. Điều đó là đương nhiên. Tại sao vậy? Mẫu thân ta xuất thân là con nhà danh giá. Phụ thân ta qua đời, mẫu thân lại không tái hôn, một mình quản lý Kim Phủ. Kim Phủ không những không suy yếu, ngược lại ngày càng hưng thịnh. Ta thấy mẫu thân ta là người thông minh nhất, kiên cường nhất mà ta từng biết. Là như vậy sao? Vậy nếu như mẹ Quỳnh xuất thân nghèo hèn, chữ nghĩa cũng không biết nhiều, cũng không kiên cường, giỏi giang như vậy, Quỳnh vẫn yêu bà ấy chứ? Câu hỏi bằng tính giả thiết của cô đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mẫu thân ta chính là mẫu thân ta. Thân phận và con người của bà vốn dĩ là một thể. Cái gì mà xuất thân nghèo hèn, không biết chữ nào? Vậy ta hỏi cô, nếu cha cô không phải là Gan Cát Lão thì cô như thế nào? Cô trả lời được không? Còn nữa, mẫu thân sinh ta ra, nuôi dưỡng ta, không có người thì không có ta. Ra là như vậy. Vậy thì cái Quỳnh coi trọng nhất là tình cảm chân thật, chứ không phải là thân phận quý tộc của Quỳnh rồi. Ta coi trọng cái gì cũng không liên quan đến cô. Gì chứ, ta đâu có nói là bản thân mình. Cô đó, cô chính là điển hình của một loại người đi đâu cũng không yên phận. Cái gì mà ôn nhu hiền thục, phong nhã xuất trần chứ. Những cái đó chẳng có chút nào quan hệ gì với cô cả. Một cô gái thô thiển như cô mà được xưng là tài nữ, điều này nói lên cái gì? Nói lên việc bên nhà cô đa số không có chút tri thức nào, vượt trội hơn người, giỏi bài mưu tính kế. Những phẩm chất này cũng không liên quan tới cô. Ta xem cô đó, ngay cả người trong phủ ai xấu ai tốt chắc cô cũng không rõ. Đại cục triều đình liệu cô có hiểu không hả? Nếu cô không hiểu thì sao có thể quản lý được việc trong nhà? Được rồi, bây giờ ta nói đến điểm cuối cùng của chuyện lo toan việc nhà. Cô vừa mới đến, trong phủ dấy lên nhiều tin đồn, nói cô đố kỵ lại tham ăn. Người làm phu nhân như cô cũng không biết trấn áp người hầu kẻ hạ, cô còn có thể làm gì? Nói thẳng ra, trừ khuôn mặt ra, cô chẳng được cái gì hết. Vậy điều này chứng minh Quỳnh cuối cùng cũng thừa nhận ta xinh đẹp rồi. Lấy nhan sắc để mê hoặc người khác, cô chỉ còn đường này đi đi thôi. Con người cô không có nội hàm cũng chẳng thú gì, ai thèm để ý đến cô chứ? Không biết ai đó đem động phòng qua chút, giống như con mệt tuột sống vậy. Vậy thì không biết ai đó đem động phòng qua chút, ôm ấp, nhảy múa để quyến rũ người khác. Được thôi, từ nay về sau Quỳnh đừng mong ta động đến Quỳnh nữa. Vậy thì quá tốt rồi. Vậy sau khi về nhà phải đến từ đường cảm tạ tổ tông rồi.
Mẹ, mẹ xem con đưa ai về nè. Nguyên bảo, nguyên bảo của ta. Bà là ai? Tại sao khi ta thấy bà lại có cảm giác thân thuộc như vậy? Nguyên bảo, ta là mẫu thân của con đây. Ta là mẫu thân của con đây. Ta là mẫu thân của con đây. Kim Nguyên bảo, bà ấy mới là mẫu thân của huynh. Kim Phu Nhân không phải là mẫu thân của huynh. Người đứng trước mặt huynh đây mới là người 20 năm trước đã sinh ra huynh. Nguyên bảo, mẹ, mẹ, Nguyên bảo, mẫu thân, Nguyên bảo, mẫu thân, Nguyên bảo, Nguyên bảo. Mơ mộng gì vậy? Làm gì vậy? Ta cũng đâu có đụng đến Quynh. Nhìn ta cũng không được. Xong hết chưa? Nghĩ xong rồi chuẩn bị lên đường. Thiếu gia, thiếu phu nhân đã đến chỗ nghỉ ngơi tối hôm nay rồi. Thiếu phu nhân, chính là khách điếm này. Kể ra cũng không tệ, gọn gàng sạch sẽ, chắc chắn đồ ăn rất ngon. À Phúc, ngươi làm việc ta yên tâm. Đa tạ thiếu nhân khen thưởng. Thiếu gia, từ từ thôi. Đi ra ngoài, ta cũng không hy vọng nhiều vì việc tìm được quán trọ thoải mái. Nhưng mà A Phúc, ngươi cũng nên tìm một chỗ giống cho người ở chứ. Nhà trọ này có gì không tốt chứ? Có gì tốt chứ hả? Nhìn quá bẩn, thô kệch. Thiếu gia, 20 dặm quanh đây chỉ có một nhà trọ. Đi tiếp nữa sẽ không có chỗ để tá túc đâu. Đến lúc đó chỉ còn nước ngủ trên xe ngựa thôi. Được, vậy ta ngủ trên xe ngựa. Thiếu gia, thiếu gia, ngày mai còn mấy chục dặm đường nữa phải chịu cực khổ đó. Không thì ngại chịu thiệt thòi chút. Ở đây trọ một đêm đi. Được đó. Thực ra vẫn còn một cách tốt hơn. Đó chính là Quynh có thể ở trên ngọn núi kia. Không khí trong núi buổi tối trong lành. Hơn nữa, côn trùng chim hót bay loạn xạ. Còn có thể thấy được những ngôi sao trên bầu trời. Còn có thể nghe được tiếng sói. Nếu như Quynh muốn như vậy, cái này ở Kim Phủ tuyệt đối không cảm nhận được đâu. Đừng nghĩ rằng ta không dám. Thiếu gia đi thông thả. Thiếu phu nhân, mời. Mời ngài. Ngài và phu nhân thật xứng đôi. Xin hỏi ngài từ đâu tới, muốn đi đến đâu? Thực ra nhiều người theo hầu hạ đó. Muốn trọ mấy đêm? Một đêm, bao hết. Mời mời, ta để thích những vị khách hào phóng như ngài đây. Tại hạ họ Mạc, có yêu cầu gì ngài cứ căn dặn. Chuẩn bị cho ta một căn phòng thượng hạng. Ngoài ra, dành thêm mấy thùng nước. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, giờ muốn chết đi. Còn nữa, kêu nhà bếp làm vài món ngon cho người hầu ta ăn. Chừa lại một cái bếp để cho đầu bếp của ta làm cơm. Ngày đây còn đem theo cả đầu bếp sao? Nhưng mà gian bếp thực sự có hạn. Có hạn cũng phải lo cho thiếu gia nhà ta trước đã. Mấy món ăn cho tập thể của nhà ngươi sao có thể dâng lên cho thiếu gia nhà ta ăn chứ? À Phúc, ta ăn chung với mọi người. Phu nhân, cô ấy muốn ăn chung thì cho cô ấy ăn chung đi. Mấy món ngon để cô ta ăn cũng lãng phí. Coi như là cho lợn ăn vậy. Thiếu gia phong nhã, phu nhân cần kiệm. Thật là trời sinh một đôi. Hai vị, mời vào trong phòng nghỉ ngơi, ta đi dặn vào đầu bếp làm. Mời thiếu gia, phòng chữ thiên này là phòng tốt nhất của nhà trọ chúng tôi. Hả? Hả cái gì? Đi thôi. Mời. Làm cơm xong thì kêu ta. Yên tâm. Chết đến nơi rồi mà còn đòi hỏi nhiều như vậy. Đại ca, có phải bây giờ thì... Đúng. Mau chạy ra rừng thông báo cho họ hành động, đỡ cho ta phải hầu hạ bọn chúng một bữa cơm. Ah.
Mời vào trong. Mời. Chỗ này thoải mái quá. Không ngờ đi trên đường còn có thể ở nơi tốt như vậy. Khách quan, đây chính là căn phòng tốt nhất ở đây đó. Tốt lắm. Người lui ra trước đi. Các vị nghỉ ngơi trước đi ạ. À Phúc, đem tấm thảm tơ vàng của chúng ta trải xuống cho ta. Dạ. Thiếu gia còn cần gì nữa không? Những tấm khăn thêu mà chúng ta đem theo còn chứ? Trải trên bàn này, rèm cửa nữa. Đổi hết những đồ trang trí ở đây. Dạ. Trống trơn, dơ bẩn quá. Đây đâu phải là nơi người ở. Ta nói nè, Quân có thể đừng phiền phức như vậy không? Chỉ có một đêm cũng không chịu được sao? Con người ta chính là không thể thích ứng được. À Phúc, đem gối cầu cấp Tùng Giang mà chúng ta mang theo lên đây cho ta. Còn nữa, những cái mền này đổi thành mền của ta hết. Người xem chỗ này ngủ được sao? Kể cả chó cũng không ngủ được. Đi đi. Được, nô tài đi làm ngay. Thật ra trước giờ chưa từng gặp qua đại thiếu gia nào kỹ tính như Quân. Im miệng. Ta nói nè, con người Quân thực là không sợ phiền phức sao? Nhất định phải khiến mọi người gà bay chó nhảy mới bằng lòng sao? Nếu cô không thích xem, có thể ra ngoài. Cô thích nghĩ gì thì nghĩ, cứ tự nhiên. Nhất định phải trải bằng đó. Ngược rồi, động tác nhanh lên đi. Lão đại, sao đến giờ vẫn chưa tới? Đợi thêm tí nữa. Cúng cu, cúng cu, cúng cu. Cúng cu, lão đại, sao lại là nữ vậy? Cúng cu, cúng cu. Xem cô ta muốn làm gì. Có thể là nha đầu bị mua chuộc. Cúng cu, 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 cúng cu. Lão đại, tính sao đây? Các huynh đệ, chuẩn bị tiến lên. Các huynh đệ, lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ai kêu bình thường ngươi ăn nhiều như vậy? Câm miệng. Cung cu, cung cu. Hình như là tín hiệu của lão đại. Đúng rồi. Cung cu. Cúc cu, cúc cu. Cu gì mà cu? Ta cu chứ. Được được, cúc cu. Cúc cu, cúc cu. Lão đại đúng rồi. Các huynh đệ, chuẩn bị hành động. Được. Được rồi, đem qua đó đi. Rượu ngon nhất, thuốc độc nhất, dùng để tiếp đại thiếu gia nhiều tiền nhất kinh thành. Mùi hương gì vậy? Khó ngửi quá. Đây là sơn hương thượng đẳng được bên ngoài tiến cống lên, nói lên sự tinh khiết, tinh tế, mùi hương ôn hòa, nồng đậm, là cực phẩm trong các loại đàn hương. Cái này dùng để đuổi muỗi sao? Những con muỗi ở trong núi vừa to vừa độc, dùng cái này không có ích gì đâu, chỉ bằng mở cửa ra cho thoáng khí. Giang các lão phủ nhà cô tuyệt nhiên lại dùng sơn hương thượng đẳng này để đuổi muỗi, quá thật là rất sang, thực đáng học theo. Vậy thì sao? Hương liệu này của huynh, đừng nói con muỗi, người cũng bị ngập chết luôn. Có phải cô không biết gì về hương liệu không? Giang phủ nhà cô là dòng dõi thư hương thế gia, theo lý là cô hiểu rõ nhất về các loại hương liệu chứ. Nhưng mà ta thấy cô chẳng biết gì hết. Chẳng lẽ nhà cô không ai đốt hương sao? Cây đó do từ nhỏ sức khỏe ta không tốt, ngửi được mấy mùi hương lạ hoặc là tạp nham này sẽ lập tức hắt hơi, cho nên ta từ nhỏ mẫu thân ta đã nói với mọi người trong nhà không được đốt ở trong phòng ta đốt hương.
Bây giờ cuối cùng cũng được đánh một giấc ngon lành rồi. Đứng đó làm gì? Sao huynh lại đi ngủ giờ này? Ai nói là đi ngủ? Trừ phi cô muốn. Đâu có. Chỉ là ta đang xem tối nay ta nên ngủ ở đâu. Giường này tuy không lớn nhưng hai người nằm vẫn được. Cảm ơn, không cần. Cô đang làm gì vậy? Cô định làm gì đó? Chuẩn bị chăn gối. Đêm nay sẽ ngủ ở đây. Có giường không ngủ mà lại ngủ dưới đất thì đã sao? Ta thích ngủ ở dưới đất, yên tâm hơn. Ta sợ ngủ trên giường sẽ bị rơi xuống đất. Lần đầu tiên thấy có người vì lý do này mà không dám ngủ trên giường. Vậy thì làm sao? Chỉ chứng tỏ rằng cô hiểu biết nông cạn. Trẻ được gọn gàng chỉnh tề như vậy, hẳn đây không phải là lần đầu tiên cô ngủ dưới đất đúng không? Ngủ dưới đất đã là gì? Đến hang núi, bờ sông, nóc nhà, ngọn cây, ta đều đã ngủ qua rồi. Tiểu thư con nhà quê khác mà lại ngủ trên ngọn cây sao? Đương nhiên là lúc ta ra ngoài chơi với Hiển Nhi rồi ngủ ở bên ngoài thôi. Có điều ta nói, các loại thiếu gia, con nhà quyền quý, ai nấy đều thấu tình đạt lý, yêu quý phụ nữ, trẻ em. Nhưng ta thấy huynh hình như không có ý định nhường giường lại cho ta ngủ. Người ta nói miếng thịt không to thì không ăn, ghế không chắc thì không ngồi. Kim Nguyên bảo ta trước giờ chưa biết hai từ tạm bợ, chứ đừng nói là ngủ dưới đất. Không phí lời với huynh nữa, ta ngủ đây. Huynh làm gì vậy? Cái gì mà làm gì vậy? Hôm nay lúc trên xe ngựa cô cứ nhìn chằm chằm vào ta. Bây giờ thì tiện rồi, cho cô nhìn thoải mái. Nhìn cái gì? Cái đó thì phải hỏi cô chứ. Buông tay ra, ta đã buông rồi đó thôi. Âm thanh gì vậy? Gì chứ, âm thanh gì? Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nghe thấy chưa? Chưa, chưa hả? Là tiếng tim cô đập đó. Có chuyện gì vậy? Sao tim cô đập nhanh vậy? Nghe thấy chưa? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Uống đi, uống đi, uống đi. Cạn ly, mời, mời, mời. Rót đầy cho tôi, rót đầy vào. Rót lên nữa, rót hết đi. Nào, 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 không đủ thì vẫn còn đó. Nào, nào, đổ đầy vào. Rượu này ngon đó. Mang rượu ra đây. Nào, 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 tôi rót đầy cho mấy huynh. Cạn ly, cạn ly. Nào, uống tiếp. Tim mà đập nhanh như vậy thông thường có ba nguyên nhân: một là hồi hộp, hai là xúc động, ba là nói dối. Cô thuộc loại nào? Vào đi. Công tử, phu nhân, tôi chuẩn bị cho hai vị chút rượu với đồ ăn. Mong công tử đừng chê. Đồ ăn đồ uống của chúng tôi sơ sài. Xin mời. Ngọc Dịch Thuần, công tử đúng là người sạch sỏi. Vừa ngửi đã biết ngay, đây đúng là rượu thượng hạng Ngọc Dịch Thuần. Giả đúng không? Làm gì có chuyện giả chứ công tử. Khách điếm của chúng tôi tồn tại mấy chục năm qua đều dựa vào rượu này, tuyệt đối không giả được. Nếu như công tử không tin, công tử đợi chút. Rượu thơm quá. Công tử, công tử, công tử, cậu tin rồi chứ? Hay gì dùng thông thả, không cần tiễn tôi đâu. Từ từ dùng, từ từ dùng. Đừng uống, rượu này có vấn đề. Tất cả ngay đây, rượu này không uống được. Say rồi. Rượu này mạnh thật đó. Mọi người đâu rồi?
Xây hết rồi, xây hết cả rồi. Thế này càng nhàn, không cần phí sức nữa, đỡ phí sức. Cướp đi, cướp đi, cướp đi. Các người ngoan ngoãn đứng im đó cho tôi. Cấm động đậy, bằng không ta sẽ chém chết luôn đó. Ta chém chết ngươi, cấm động đậy. Hóa ra là do các ngươi làm hả? Đúng, đúng là bọn ta làm đó. Tên bé nhà ngươi cũng giỏi thật đó, còn bỏ vốn liếng lớn như vậy. Vốn liếng gì chứ, vốn gì? Gia Bảo, chạy mau. Chỉ dựa vào mấy tên cướp giặt nhà ngươi mà đòi quy hiếp chúng ta sao? Đừng có mơ. Tiểu tử, ngạo mạn quá đó. Có tin ta chém ngươi một nhát chết luôn không? Hảo hán, không chịu thiệt trước mắt. Mau chạy đi, mau đưa thuốc giải ra cho ta. Thuốc giải? Thuốc giải gì? Thuốc giải gì vậy? Không biết. Hình như có gì đó không đúng. Đừng nói gì. Thiếu gia, đừng sợ, nô tài có thể ngăn bọn chúng. Ngươi đừng có lại đây, ta chém. Đừng lại đây, ta chém thật đó. Đừng lại đây. Ngươi còn tìm thêm đồng bọn sao? Đồng bọn? Đồng bọn nào? Bọn ngươi là bọn nào? Các vị là loại nào? Thì chúng tôi là loại đó. Đúng vậy. Lão Mạc, sao lại không rộng nghĩa khí vậy? Còn gọi cả người khác đến chia tiền nữa sao? Ta đâu có. Lão Mạc, lão đại của chúng ta không phải là họ Mạc. Đúng, đúng vậy. Tự vẽ cái sẹo lên mặt mà cũng dám ra ngoài dọa người khác sao? Người hóa trang kiểu này quá giả rồi đó. Ngươi, mở thế nào? Lão đại, cứu đệ. Cảm ơn lão đại. Tránh ra. Lão đại, chạy mau. Mở cửa rồi, cửa mở được rồi. Chẳng lẽ ta lại không biết cách mở cửa sao? Chạy nữa là công nghiệp đó. Được, đừng để bọn chúng chạy, đuổi theo. Lên ngựa, đuổi theo nhanh. Huh?
Kêu làm gì thì làm nấy. Đánh nhà hoàng này đúng là lười biếng. Cô nương, cô tỉnh rồi. Ngươi đừng lại gần. Tôi không lại gần thì làm sao cho cô uống thuốc được. Cô nương, cô thấy thế nào rồi? Còn đau chỗ nào không? Nghe tôi nói nè, hôm đó cô chảy rất nhiều máu. Lúc đó ta còn tưởng cô sẽ không tỉnh dậy nữa đó. Là ngươi trị thương cho ta sao? Đương nhiên rồi. Ngươi cũng là người thay y phục cho ta sao? Đúng vậy. Hôm đó cô bị thương nặng lắm. Vậy nên thuốc của tôi... cô nương, hôm đó cô hôn mê bất tỉnh. Ta trước khi trị thương cho cô, ta đã giải thích với cô rồi. Thật đó, ta xin thề. Cô nương, không cần biết cô trách ta thế nào. Hôm đó cô bị thương nặng như vậy, ta là đại phu, ta không thể nào thấy chết mà không cứu. Hơn nữa lúc đó ta nhắm mắt lại, ta cũng không nhìn thấy đâu. Ý của huynh là... huynh là đại phu sao? Đúng vậy. Cô vẫn không biết ta là ai đúng không? Để ta tự giới thiệu bản thân. Ta là đại phu làm việc ở trong phủ này. Ý huynh là... huynh chính là người đã trị vết thương cho ta. Đúng vậy. Cố Trường Phong ta không thể nào thấy chết mà không cứu. Vậy tại sao ta lại ở đây? Chuyện là thế này. Hôm đó ta lên núi hái thuốc, thu hoạch được rất khá, tâm trạng cũng rất tốt. Vừa đi vừa hát mong sao mau về nhà. Lúc chuẩn bị ra về, bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nương. Ta liền đi về phía trước xem. Ta nhìn thấy một người đàn ông to và cao thế này. Quên đừng nói nữa. Xin lỗi. Sau này ta không thể nào nhắc đến chuyện này nữa. Dù sao ta cũng không chế được tên lùng manh đó. Sau đó cõng cô về đây. Đa tạ thần y. Cô nương, cô không sao chứ? Ta đã kiểm tra vết thương của cô rồi. Bây giờ cô thấy đau chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng lo ngại. Đa tạ thần y hôm đó ra tay cứu giúp. Nhờ vào nghị khí của huynh, sự trong trắng và tính mạng của ta mới được bảo toàn. Lúc nãy trong lòng ta rất hỗn loạn. Nếu có gì đắc tội, mong huynh bỏ qua cho ta. Cô nương, cô khách sáo quá, khách sáo quá. Thực ra gặp được cô cũng là may mắn của ta. Cũng không đúng, không thể nói như vậy được. Nếu nói là một đại phu như ta có thể gặp được bệnh nhân phối hợp tốt như cô, quả thực là một điều may mắn. Dù sao việc cũng qua rồi, cô đừng nghĩ nhiều nữa, yên tâm dưỡng bệnh đi. Mọi việc đã có ta. Đa tạ thần y. Thần y, bây giờ ta vẫn chưa phải là thần y, sau này thì còn có thể. Hay cô gọi ta là Trương Phong đi. Huynh không mạng nguy hiểm, cứu ta, hơn nữa lại không ngại vất vả trị thương cho ta. Bất luận là y đức hay là y thuật, huynh đều là một đại phu tốt. Thật lòng ta rất cảm kích huynh. Cô nói đúng, thật ra ta là một vị đại phu tốt. Cô nương, cô nghỉ ngơi đi. Ta đi xác thuốc cho cô. Cô nằm xuống đi. Huynh nhìn ta làm gì? Ta có nhìn cô đâu. Rõ ràng là huynh đang nhìn ta. Chẳng qua ta thấy kỳ lạ thôi. Có gì kỳ lạ chứ? Một cô gái biết võ công vốn rất kỳ lạ. Hơn nữa cô lại là thiên kim tiểu thư của Giang phủ. Biết võ công lại càng kỳ lạ. Giang phủ nhà cô trước nay chỉ là quan văn, chưa từng có quan võ. Cô không những biết võ công mà võ công lại không tệ. Chuyện này thì huynh không hiểu rồi. Đương nhiên phải có lý do của nó. Lý do gì?
Lúc ta còn nhỏ, cơ thể ốm yếu, thường xuyên bị bệnh. Trước năm 3 tuổi, có mấy lần suýt nữa thì đến Quỷ Môn Quan rồi. Mẫu thân rất thương ta, nên cho ta đi học võ để rèn luyện cơ thể. Bất kể mùa đông hay là mùa hạ, ngày nóng nhất hay lạnh nhất đều luyện cả. Dần dần đã trị hết nguyên căn của bệnh tật. Hơn nữa lại học được ít chiêu thức để phòng thân. Đâu chỉ là chiêu thức, rất nhiều nam nhân đều không đánh lại cô. Quân công thích các cô gái biết võ công sao? Theo ta, thân làm nữ nhi phải biết cầm kỳ thi quả, đàn ca hát múa mới là hợp lý. Ta mà là kiểu người như Quynh nói thì chúng ta rõ ràng không thoát thân nổi rồi. Những kẻ muốn kiếm gương đao cuối cùng chỉ làm tổn thương mình mà thôi. Ta cũng không hy vọng những người xung quanh mình hôm nay bị thương chỗ này, ngày mai bị thương chỗ khác. Đúng rồi, ta quên biết chỗ rượu đó có vấn đề. Ta cũng ngửi mà cũng không phát hiện ra gì hết. Cô thì biết cái gì? Loại rượu đó là ngọc dịch thần, vấn đề chính là ở đó. Nhưng mà không giống rượu giả. Là rượu giả thì mới không vấn đề gì. Quan trọng ở đây là rượu thực. Vẫn không hiểu, loại rượu ngọc dịch thần này là loại rượu dùng trong gia đình hoàng thất, kể cả bốn gia tộc lớn ở kinh thành cũng chỉ lúc được ban thưởng mới được uống. Cho dù là khách điếm hạng sang đến đâu cũng không thể nào có loại rượu này được, chứ đừng nói là những khách điếm tầm thường. Nơi quan sơ hẻo lánh như thế này, cho nên bên trong chắc chắn có bẫy. Làm gì vậy? Nhìn ta làm gì? Không có gì. Đuổi theo. Không phải chỉ vì gió mà chim lại hoảng sợ đến vậy. Đúng vậy, nếu chỉ có một người đi qua cũng không thể nào kinh động đến cả bầy chim được. Cho nên có thể kết luận là một đám người đang đến. Bọn họ cưỡi ngựa, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Sơn tặc đến rồi. Chạy mau, chạy cái gì mà chạy. Cỗ xe ngựa rách nát này của chúng ta không thể chạy nhanh hơn đám sơn tặc đang cưỡi ngựa kia được đâu. Vậy phải làm thế nào? Ta có cách. Đi theo ta. Đuổi theo. Bọn chúng mắc lừa rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đại nhân, có tin tức từ Lão Mạc. Sự việc thất bại, Kim Ngư Bảo chạy mất rồi. Vô tích sự. Trước đây Lão Mạc làm việc ta đều rất yên tâm, kể cả không dùng đến rượu độc thì mấy tên vệ sĩ đó cũng không phải là đối thủ của lão ta. Vốn chỉ mọi việc rất thuận lợi, không ngờ xuất hiện một đám người không rõ lai lịch đến phá đám. Kim Nguyên Bảo và phu nhân hắn chạy mất. Đám người không rõ lai lịch ở đâu ra vậy? Thuộc hạ cũng không rõ, không biết là do ai sắp đặt. Còn một việc nữa, nói đi. Thiếu phu nhân biết võ công,
Thông tin chính xác không? Chính xác. Tên mặt sẹo bị thương dưới tay cô ấy. Buổi tối trước khi hôn lễ, ta tới khách điếm hành thích Giang Hiểu Huyên, cũng gặp phải một cao thủ trong phòng. Nhưng sau khi vào trong thì chỉ thấy một vị tiểu thư đang hoảng hốt sợ hãi. Rốt cuộc ai mới là Giang Hiểu Huyên đây? A Quý, nhất định phải bắt được Kim Nguyên Bảo. Nhớ lấy, không được phép làm thiếu phu nhân bị thương. Rõ. Vẫn còn một việc nữa, chủ thượng muốn gặp đại nhân. Bây giờ sao? Đúng vậy. Liễu Thế Quynh, Chu công tử, các người lui xuống đi, không được phép cho kẻ nào vào đây quấy rầy Giả Hưng uống rượu của ta và Liễu Quynh. Rõ. Liễu đại nhân, muốn gặp mặt ngài cũng không dễ chút nào. Dân chiêu không dám. Có gì mà không dám? Thủ cấp của Kim Nguyên Bảo đã rơi xuống đất chưa? Vẫn chưa. Thuộc hạ vốn định ra tay ở khách điếm Quan Vắng, nào ngờ xảy ra sự cố, để hắn chạy thoát rồi. Thoát rồi. Lần trước sai ngươi giết một cô gái cũng không giết nổi, lần này Kim Nguyên Bảo lại chạy thoát. Phải. Lúc đó không hiểu sao trong phòng của Giang Hiểu Huyên lại xuất hiện một cao thủ. Hơn nữa lúc đó đông người phức tạp nên thuộc hạ không thể ra tay. Một tên công tử bột, một vị thiên kim tiểu thư, ngươi đều không giết được. Ta có thể hy vọng ngươi giúp ta đoạt được thiên hạ sao? Dân chiêu làm việc không thành, cam nhận sự trừng phạt của vị điện hạ. Ngươi cũng biết đó, Kim Nguyên Bảo và Gia Hiếu Huyên được Thái hậu ban hôn. Thái hậu ban hôn cho hai nhà Kim Giang, mục đích là để bọn họ liên thủ phò tá thái tử đang cơ kế gì. Thái hậu thật hồ đồ. Ta chẳng qua chỉ xin sao thái tử vài năm. Bất luận tài năng hay là sự quyết đoán, ta nào có điểm gì không hơn thái tử. Nếu làm hoàng đế thì cũng phải là ta làm. Đúng vậy. Ngai vàng vốn nên thuộc về những người có năng lực. Liễu Dân Chiêu cũng vì điều này mà cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho vị điện hạ. Nếu ta làm hoàng thượng thì ngươi cũng là đại thần có công, dưới một người trên vạn người, cho nên ngươi làm việc phải năng nổ hơn một chút nữa cho ta. Kim Nguyên Bảo và Giang Hiếu Nguyên đã rời khỏi kinh thành rồi, nhưng ngươi vẫn không giết nổi bọn chúng. Việc này khiến ta rất thất vọng. Dân Chiêu sẽ lên kế hoạch, nhất định sẽ phá vỡ được mối liên hôn của hai nhà Kim Giang. Lên kế hoạch thì có tác dụng gì? Ta thấy lần này tốt nhất ngươi nên đích thân hành động mới được. Thuộc hạ. Ta muốn ngươi đích thân giết chết Kim Nguyên Bảo. Chỉ cần phá vỡ mối liên kết giữa hai nhà Kim Giang là được. Kim Nguyên Bảo chẳng qua chỉ là một tên công tử bột, giữ hắn lại cũng không nguy hại gì tới chúng ta cả. Ngươi muốn giữ lại mạng cho hắn. Ngươi nghĩ mà xem, nếu như hắn biết ngươi là người của ta, liệu hắn có thủ hạ lưu tình với ngươi không? Người này nhất định không thể giữ lại được. Giết. Dạ. Thần lập tức xuất phát. Nhanh lên, chúng ta đi nhầm đường rồi. Không nhầm đâu, đường này chính là về Nam Kinh mà. Chúng ta không đi Nam Kinh nữa mà về kinh thành. Cái gì? Quay về sao? Chính mắt cô cũng nhìn thấy còn gì. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không về lẽ nào ở đây đợi chết? Kim Nguyên Bảo, bây giờ quay về kinh thành mới là nguy hiểm. Nói không chừng đám sơn tặc đó từ kinh thành đến, bây giờ quynh quay về khác nào chui đầu vào rọ. Ta nói cho cô biết, chúng ta từ kinh thành đến khách điếm Diệt Lai, sau đó lại đi một vòng qua khu rừng này, cũng chỉ cách kinh thành có mấy trăm dặm. Nếu như đi Nam Kinh thì phải mấy ngàn dặm. Đương nhiên là Nam Kinh nguy hiểm hơn. Đi thôi, về kinh thành. Khó khăn lắm chúng ta mới ra ngoài được một chuyến, không gặp được bổ thân làm sao mà về được chứ. Con người của cô sao lại ngoan cố như vậy? Ta đâu có ngoan cố, còn nói là lại mặt. Không về nhà mẹ thì làm sao mà gọi là lại mặt? Nhưng cô cũng xem tình hình bây giờ thế nào chứ.
Dựa vào hai chúng ta có thể tới kinh thành không? Được, cô có biết heo chết như thế nào không? Không biết, đúng vậy, đến heo cô cũng không biết. Ta nói cô biết, ta nhất định phải về kinh thành. Đi hay không tùy cô. Kim Nguyên bảo, quên đứng lại cho ta. Sao? Không có ta cô sợ rồi hả? Còn lâu ta mới sợ, ta lo lắng cho Quynh. Không có sự bảo vệ của ta, lần sau mà gặp được Sơn Tặc thì Quynh chết chắc rồi. Quynh đừng hối hận đó. Cô xem cô, chỉ biết võ công thì có tác dụng gì chứ? Không có đầu óc cũng không biết đường. Nếu không có ta thì 3 năm nữa cô cũng không về đến Nam Kinh đâu. Được, chúng ta đừng ai nấy đi. Được. Sao vậy? Ta đến nói với cô một câu. Tạm biệt. Chẳng qua là ta nhớ mẫu thân thôi mà. Nhớ mẫu thân thì đã làm sao? Có gì sai chứ? Mẫu thân vất vả nuôi ta lớn gần đây, mà phải gả ta đến tận kinh thành xa xôi như vậy. Mẫu thân chỉ đợi ta quay về lại mặt. Bây giờ nhất định để làm một bàn toàn đồ ăn ngon, đợi ta đưa tướng công về cho người xem mặt. Ta chỉ muốn đưa tướng công về cho mẫu thân thì đã làm sao? Nếu như là mẫu thân Quynh ở đó mòn mỏi chờ đợi Quynh, Quynh có nhớ người không? Nếu như Quynh biết mẫu thân Quynh đang đợi Quynh, liệu Quynh có phi như bay về tìm cười không? Được rồi, muốn ta đi cùng cô về Nam Kinh cũng không phải là việc không thể. Thật không? Ta chỉ có một câu hỏi, chúng ta đi thế nào? Đi thế nào? Đúng vậy, nếu như chỉ dựa vào đôi chân của chúng ta thì làm sao đến Nam Kinh được? Chúng ta có xe ngựa mà. Cô nói đúng một nửa thôi. Bây giờ chỉ có xe mà không có ngựa, cũng không có người kéo xe. Cỗ xe này là đồ bỏ đi. Nhưng ở nơi hoang du hẻo lánh thế này, Quynh tìm đâu ra người kéo xe cho Quynh chứ? Chính là cô đó. Quynh đường đường là một nam nhân mà lại để cho một cô gái như ta kéo xe cho Quynh hả? Vậy mà Quynh cũng nói ra được. Không những ta nói ra được mà ta còn làm được. Ta không kéo, cô không kéo sao được chứ? Đi Nam Kinh là chủ ý của cô, muốn ta đi Nam Kinh cùng cô cũng là chủ ý của cô, vậy nên cô kéo ta là rất hợp lý. Dù thế nào ta cũng không kéo. Bây giờ thì được rồi chứ? Ta... Kéo nhanh lên chút, Sơn Tặc sắp đuổi tới nơi rồi. Nói đơn giản lắm, Quynh ra đây kéo đi. Nhanh lên chút, dùng sức đi. Quynh không thấy ta đang lên dốc sao? Sao cô ngốc như vậy chứ? Lúc nãy không nghe kỹ là ta nói, ta cũng rất muốn giúp cô, nhưng ta sinh ra chỉ có số ngồi xe, ta cũng không có cách nào khác. Chậm thôi, chậm thôi. Cô có nghe thấy không? Chậm thôi. Chậm thôi, chậm thôi. Chậm thôi, tôi kêu cô kéo chậm thôi. Cô nghe không vậy? Dừng lại, mau lên. Dừng lại. Chậm thôi, chậm thôi. Kim Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo, Kim Nguyên Bảo, Quynh ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Ta chỉ nói với cô ta sinh ra có số ngồi xe, ta không hề nói ta sinh ra có số lực xe. Đừng giả bộ nữa, chỉ xước một tí da thôi mà. Xước tí da thế nào hả? Nhìn thấy tận xương rồi. Xương còn chưa gãy không chết nổi đâu. Được rồi, để ta giúp Quynh. Đừng động vào ta, bẩn.
Đừng phí lời, nhanh lên đường thôi. Lên được cái gì? Xe bị cô phá hư rồi còn gì. Xe thì hư rồi, nhưng chúng ta vẫn còn hai chân mà. Đúng vậy, đúng là cô có hai chân, nhưng ta chỉ có một cái. Ra khỏi đằng sau khu rừng này, không chừng có thể tìm được xe. Được, cô đi đi, ta không tiễn cô nữa. Chẳng lẽ quên muốn qua đêm ở đây sao? Sơn tặc đến tới nơi rồi đó. Không quan tâm, ta không đi nổi nữa rồi. Đi thì đi. Ta đi đây. Ta đi thiệt đó. Được thôi, Quỳnh Mô ở lại đây đúng không? Cho dù không bị sơn tặc bắt thì cũng bị dã thú ăn thịt. Kim Nguyên Bảo, rốt cuộc Quỳnh muốn thế nào hả? Được thôi, thấy cô đáng thương như vậy, để ta chỉ cho cô một cách. Nói đi. Cô cõng ta đi. Cái gì? Quỳnh muốn một cô gái như ta cõng Quỳnh sao? Đúng vậy. Đừng có mơ. Cô không muốn ta đi Nam Kinh với cô nữa sao? Ta, một là cô đi một mình, hai là cô cõng ta đi. Cô chọn đi. Cho cô chút thời gian suy nghĩ. Xem như cô may mắn, cũng được kinh thành đệ nhất vũ đồ ta đây. Đang lên dốc, ngậm miệng lại. Lại lên dốc rồi, xem như cô may mắn, đi nhanh lên. Quỳnh ngồi yên đi, đừng động đậy nữa. Ai động đậy chứ? Kim Nguyên Bảo, ta nói cho Quỳnh biết, Quỳnh là đồ khốn nạn. Coi ta như A Hoàng, coi cô như A Hoàng, ta xấu xa đến vậy sao? Chẳng lẽ cô không nhìn ra ta coi cô như ngựa sao? Quỳnh, Quỳnh cái gì mà Quỳnh? Ta nói cho cô biết, khắp cả kinh thành không biết có bao nhiêu cô gái muốn cõng ta đâu. Xem như cô may mắn, lần đầu tiên của ta dành cho cô rồi đó. Nếu không phải nơi hoang vu hẻo lánh thế này, còn lâu ta mới cho cô cõng. Đồ lưu manh. Xuống dốc đi chậm một chút. Đồ lưu manh. Cô thích như thế này đúng không? Quỳnh muốn làm gì? Là cô muốn làm gì mới đúng. Lúc cô kéo xe làm ta ngã một lần, cõng ta lại ngã thêm lần nữa. Rốt cuộc làm ta ngã bao nhiêu lần cô mới hài lòng vậy? Không phải ta cố ý đâu. Ta biết rồi, là cô cố tình đúng không? Nếu không phải là nể mặt mẫu thân, liên quan gì tới mẫu thân cô hả? Chẳng thèm nói chuyện với Quỳnh nữa. Đồ ngốc. Nếu muốn kiếm chút đồ ăn, đi theo ta. Cái gì? Cả hai người đều mất tích rồi. Bẩm phu nhân, thiếu gia và chúng nô tài bị mai phục tại khách điếm hẻo lánh. Có một đám sơn tặc ập đến. Thiếu gia và thiếu phu nhân đều mất tích rồi. Thế là thế nào? Hai người lớn sống rành rành như vậy, để nào mất tích? Đã phái người chia ra tìm rồi ạ. Nô tài quay về để báo cho phu nhân biết. Cô mẫu, bọn sơn tặc chỉ muốn cướp của, chưa chắc đã hại tới tính mạng. Thiếu gia và thiếu phu nhân phúc lớn mạng lớn, ở hiện nhất định sẽ gặp lành, cho nên sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như gặp phải cường bạo thực, không chắc bọn chúng cướp của và không hại đến tính mạng. Bây giờ phải nhanh chóng tìm thấy Khuyên Bảo. Dần chiều nguyện đem binh mã đi tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được thiếu gia và thiếu phu nhân. Trước mắt chỉ có thể vậy thôi. Con vất vả rồi. Dần chiều hiểu, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nè, ngồi xe đi nhờ cũng được đó chứ.
Chân Huynh sao rồi, đỡ hơn chưa? Bên kia có đồ ăn, dừng xe, dừng xe. Quỳnh xem, bên kia có mì đó. Mua cỏ cho lừa ăn đi. Chủ quán, đây là mì gì vậy? Đây là mì lòng đỏ. Ta thích ăn mì lòng đỏ nhất đó, cho hai bát. Được, hai bát mì lòng. Mì lòng là gì vậy? Mì lòng heo đó. Lòng heo mà cô cũng dám ăn hả? Sao vậy? Heo có nhiều bộ phận có thể ăn được vậy? Ta nói cô nghe nè, ngon nhất là chân sao, hạng nhất là thịt sườn ở lưng sao, kém ngon nữa là thịt ba chỉ, cuối cùng là thịt thủ. Còn lòng heo là hạ phẩm của hạ phẩm của hạ phẩm đó. Sao cô ăn được vậy? Dùng miệng ăn. Liệu quản gia, các thị vệ và gia đình giỏi nhất của phủ ta đều tập trung ở đây rồi. Xuất phát. Rõ. Liệu quản gia, ngài nhất định phải dồn Kim Nguyên Bảo vào chỗ chết sao? Từ từ uống, đừng vội. Uống thuốc xong, bệnh tình của cô sẽ khỏi đó. Từ từ uống, từ từ uống. Cô uống hết rồi. Tốt quá. Bây giờ cô có thấy trong người sảng khoái, dễ chịu hơn không? Vậy cô có cảm thấy có hơi ấm đi theo cổ họng, dần lan tỏa khắp cơ thể không? Vậy cô có cảm thấy lục phủ ngũ tạng ấm áp dễ chịu hơn không? Chính là cảm giác này đó. Xin lỗi, ta xúc động quá. Cô nghỉ ngơi đi, ta đi một lát rồi quay lại. Chăm sóc bản thân cẩn thận nhé. Quỳnh ấy sao vậy? Cố thần y gì quá vui mừng đó mà. Chẳng qua ta chỉ uống một bát thuốc mà Quỳnh ấy vui như vậy sao? Cô nương, cô không biết đó thôi. Cô là người đầu tiên uống một hơi hết sạch bát thuốc mà Quỳnh ấy sắc. Mì lòng đến rồi đây. Hai vị thông thả dùng, thơm quá. Cứ coi như nó là loại mì khác đi. Mau ăn đi. Cô biết ở bên trong lòng heo có thứ gì không? Phân. Vì cô ăn như thế này thì khác gì ăn phân. Ăn phân thì ăn phân chứ sao. Đúng thật là. Chủ quán, khách quan, có gì dặn dò vậy? Mang cho ta món kim ngọc mãn đường. Là gì vậy? Gần hô thượng hạng, hầm lửa nhỏ hơn một tiếng đồng hồ, dưới nước canh gà, cho thêm sò, chân giò hun khói, xăm cao ly, thì gọi là kim ngọc mãn đường. Không có. Không có. Vậy thì cho ta món vịt thượng trân bảo, mổ bụng vịt ra cho gà tơ vào, trong bụng gà cho thêm gạo nếp, nấm hương với mộc nhĩ. Không có. Món này cũng không có sao? Vậy thôi được, gọi món đơn giản chút vậy. Cho ta món cá tống tẩu. Cũng không có. Ông có biết ta là ai không? Tiền thì không thiếu. Vẫn không có. Món gì cũng không có. Ông buồn bán kiểu gì vậy? Quỳnh có ăn không? Không thể để ta ăn. Lại đây. Đúng là cái gì cũng không có thật. Đúng, chỗ tôi chỉ có món này thôi. Thôi được rồi, cho ta một bát. Được.
Xin lỗi, xin lỗi. Cuối cùng cũng không nhìn được nữa hả? Thật không ngờ Đường Đường đại thiếu gia kim đại bổ khoái mà cũng biết ăn mì lòng nữa đó. Mì lòng đến rồi đây. Ông chủ, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Khách quan, tiền để trên bàn đó. Hẹn gặp lại. Ngon quá. Đến rồi đây. Khách quan, cậu thông thả dùng. Quỳnh có biết bên trong lòng heo là thứ gì không? Có biết bên trong lòng heo có những gì không? Bên trong có mùi phân đó. Là phân đó. Lòng heo đó.